mùa lũ năm nay kỹ trời. Mọi năm ta câu còn dính được vài cá lồng tông, còn năm nay câu từ sáng giờ không dính một con nữa. Thôi đi ông nội, thằng ơi, ta câu cá ta thả xuống đợi một hồi cá nó mới cắn câu. Còn này nó mới thả lưỡi câu xuống chưa được 10 giây, cá chưa kịp cắn mồi là kéo lên đi câu chỗ khác rồi mà đòi dính. Thôi mày đừng có nói nữa, tao hết kiên nhẫn rồi. Bây giờ mày chở tao vô nhà đi, tao lấy cái chài hai anh em mình đi ra ngoài sông lớn bắt cá. Ừ, bây giờ đang mưa nè, cá nhiều á. Em nghe có tiếng máy kìa anh Huy. Hai người đó vô. Từ mày. Tắt máy đường đó trên đây. Rồi hai bảy sáng nè tới đây làm gì nữa? Đó, anh thấy em nói hay chưa? Hồi sáng nè em xuống sông múc nước lên tới cây, không thấy chiếc thuyền kia này, làm biết hai ông này đấy đi đâu rồi đó. Rồi hai bảy đi đâu sáng giờ vậy? Đi câu cá chứ đi đâu? Câu được nhiều không mày? Không. Nè. Ủa sao không có con nào hết trơn vậy? Tao nói không có nghĩa là không có cá đó. Nè, con ngoài sông không có cá đúng không? Em dắt anh em đi ra ngoài đồng câu, đảm bảo 100% là sẽ có cá. Sao mày biết? Lũ ngoài đồng còn sót nhiều dữ lắm. Với lại mùa nước này nè, mấy con trụng ở dưới đất á, nó bị ngợp rồi nó trồi lên. Rồi mấy con cá ngoài sông nè, nó heo nước vô kiếm ăn. Lúc đó anh em mình câu sẽ dính nhiều dữ lắm. Tao thấy thằng trẻ trâu này nói đúng nè Vinh ơi. Trước giờ kênh mày chưa làm clip bắt cá ngoài đồng nào hết trơn á. Sẵn cái dịp mùa nước nổi này nè, anh em mình ra ngoài đó quay phim luôn đi. Thằng này nó cố lý nè mày. Ờ được á. Vậy mày qua nhà mày rủ con Phong qua đây quay phim luôn. Sáng tao xuống tới nhà của nó rồi mà không có dám kêu. Ủa mắc gì không dám kêu trời? Ai biết đâu. Thôi vậy, vụ gì? Tao có quay phim lại nè, mày coi đi. Sao em gọi điện phá anh hoài vậy? Em không có cản đâu mà phá anh. Có chuyện quan trọng nhắn tin không bây giờ trả lời liền đó. Anh đã có nói rồi, cái công việc của anh nó bận lắm, không phải lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay. Khi nào anh rảnh anh mới nhắn tin cho em được. Mà anh nhắn tin trễ xíu có sao đâu. Sao không? Hai tuần nữa tôi tới ngày giải giáp Việt Nam rồi đó. Năm nay không chở em đi chơi như năm ngoái là chia tay. Ai cái gì? Cái chuyện 20 tháng 11 đó là của năm ngoái mà, giờ nhắc lại gì trời? Không nhắc lại sao anh nhớ? Giờ em muốn cái gì? Sao nhắc lại chuyện cũ hoài vậy? Chia tay đi. Thôi đi, đừng say ghê quá. Thôi tâm trạng nó không tốt, mình đừng có ngủ mất công rồi nó làm ảnh hưởng tới chất lượng video của mình nữa. Không có Phong thì mấy anh em mình đi bắt cá không được vậy. Nó kìa. Trời, Phong ơi. Dạ. Sao rồi em bình tĩnh lại chưa vậy? Bình tĩnh dữ vậy? Thì chuyện em với người yêu cãi lộn với nhau đó. Chuyện em với bồ em cãi lộn rồi sao anh biết? Ai nói? Thằng Phong này nó trẻ trâu lắm, nó mà biết tao nhiều chuyện chắc nó giết tao luôn đó. Trời ơi, nói chung là mấy anh em anh là ai cũng có kinh nghiệm trải qua vài mối tình hết rồi, thì thấy cái mặt em cọc cặn vậy là anh biết là chắc là cũng chỉ có cái chuyện là mới cãi lộn với ghệ thôi. Quá vất vả rồi các bạn ơi. Rồi đó, cuối cùng thì team mình cũng đã đặt chân tới cái mảnh đất khổng lồ của cô Tí rồi nè các bạn. Ôi, không phải anh Vinh ơi, cái miếng ruộng này là của người ta. Nãy hôm bữa em đi chơi ngang đây nè, em thấy miếng ruộng này đẹp quá, cho nên hôm nay mới rủ anh em tới đây để quay phim bắt con này con kia đó. Vậy là không phải cái mảnh ruộng của cô Tí. Vậy là làm sớm giờ tưởng đâu ruộng của nhà nó mà. Mà nếu ruộng của nó thì dễ quay phim các bạn. Như thiếu thốn mà nêu sông chảo gì mình mượn. Thôi em nhớ. Cái gì? Em nhiều ruộng quá cho nên em không có nhớ. Cái miếng ruộng này nè là cái miếng thứ 69 trong tổng 100 cái miếng ruộng mà em đang có đó mà. Anh Quang, nhìn cái tướng cô Tí nó bằng vậy mà nó giàu dữ trời. Tự nhiên bây giờ nhìn cái mặt của nó tao thấy ghét quá bày. Anh em mình làm quằn quặt cả năm trời, dành dụm dư không được bao nhiêu hết trơn á. Nó mới đẻ ra được cho 100 miếng đất. Thử hỏi cuộc đời này công bằng ở chỗ nào? Trời ơi, 100 miếng đất này nó chỉ cần cho thuê thôi là cuối tháng nó đếm tiền mỗi tay luôn mày. Thở em. Quên, cụ Tí nó giàu vậy nhưng mà nó ngu lắm. Để em. Mày tính làm gì đó? Nhìn đi. Cụ Tí! Lại đây này, cục vàng của anh. Lại đây. Cụ Tí. Mày đừng có đi đắng. Sao vậy? Mấy người đó nó dụ mày để nó xin đất đó. Trời đất ơi, đâu có được. Công nhận anh Vinh thông minh thiệt. Anh đứng ở đây nè mà anh nhìn lên đó mà anh đoán được âm mưu của mấy người đó rồi đó. Có gì đâu hai em. Tại vì anh chơi với tụi nó từ nhỏ tới lớn mà cái tính tụi nó là sao tính anh vậy đó. ta ta
chở mày thả lưới xuống bắt cá đi. Nói xấu tao gì mày? Lưới rồi, thả lưới đi anh em ơi. Đây đây lưới nè. Xuống đi, xuống đi. Trời ơi. Cái này là cái đầu lưới đúng không? Rồi, ngồi đó đi tao xuống luôn à. Rồi, thả lưới ra anh em ơi. Con cá lưới ba màng à, quay hết cái vlog bắt cá này sang vlog khác mà cứ dính hoài đó bạn. Vài chục ngàn xứng đáng đồng tiền bắt gạo. Cái gì? Lưới dính ghét quá trời luôn rồi. Mấy cái lưới ba màng này dễ rối đó, em gỡ từ từ á nè. Các bạn thấy trên này có cái phao không? Thì đố các bạn tác dụng của cái phao lưới này là gì? Các bạn có 5 giây suy nghĩ nha. 5 4 3 2 1 hết giờ. Để thử coi bạn nào biết nè. Có 3 tác dụng chính. Tác dụng đầu tiên dùng để định vị vị trí giăng lưới. Giống như tụi mình giăng lưới ngày hôm nay, ngày mai đi ra ngoài này á, thấy trên mặt nước có cái phao là biết phía dưới là có cái lưới rồi. Cái thứ hai là những cái người khác người ta bơi xuồng đi qua đi lại đây nè, ta nhìn thấy cái phao trên mặt nước là người ta biết à phía dưới này có người giăng lưới để họ bơi thuyền vòng qua cái đường khác. Cái tác dụng thứ ba, nó cũng là một cái tác dụng nhỏ bé nhất. Cái phao thì nó sẽ nổi lên đền trên mặt nước, thì khi đó nó sẽ kéo những cái mí lưới này nè nổi trên mặt nước luôn, thì khi con cá nó chui vào lưới rồi nó sẽ không có nhảy ra ngoài được. Cái lưới này mà giăng xong để tầm 1-2 tiếng đồng hồ thế nào cũng có cá linh cho coi. Ủa sao mày biết? Thì cá linh là đặc trưng của mùa nước nổi mà. Hết lưới chưa anh em ơi? Hết lưới rồi phải không? Coi dọn dẹp đi lắm bờ. À, tính ra cái vlog này mấy anh em mình có vẻ như nó nhàn nhã quá ta. Như giờ mình giăng lưới xong hết rồi thì mình đi lên bờ chứ mình ở đây làm gì nữa hả? Đúng rồi, lên bờ đợi. Rồi sao tự nhiên thấy nó nhàn nhã vậy? Ủa, nhàn nhã mày không chịu, mày đòi cực khổ hay gì? Mày muốn mấy anh em tao cực chung với mày hay sao? Ừ, muốn cực hả? Ủa mày quên mình còn hai cây cần câu hả? Trong lúc đợi cá mắc lưới, mình đi câu cá cũng được mà. Anh Quy nói phải rồi đó. Em thấy cái clip câu cá gần đây nhất trên kênh mình á cũng hơn 3 triệu view rồi. Đúng đúng. Chắc khán giả thích cái nội dung này lắm á. Bây giờ anh quay câu cá cho em. Câu càng nhiều cá là view càng cao. Nói chung á, câu cá gì câu hoài, lâu lâu câu một clip thôi. Cái này đâu mới hôm bữa đi quay clip câu cá, bây giờ quay câu cá nữa. Sáng dịp lâu lâu mấy anh em mình đi ra ngoài đồng mùa nước nổi nè, mình kiếm có cái con gì khác không mình quay em. Mình quay bắt nó. Ở ngoài đồng sao? Con gì ta? Bắt con gì đó. Sao Quy? Suy nghĩ thử coi. Suy nghĩ thôi. Sao cô Tí? Cái gì á? Mày mắc ỉa cái gì á? Nãy giờ anh em không biết ý kiến xong chưa vậy? Xong rồi, xong rồi. Rồi mày sao? Coi giùm em với con gì nó căng cái đít nãy giờ nè. Con cua. Vinh ơi, chuyển qua bắt cua đi. Con cua này mà luộc xả là ăn ngon lắm mày ơi. Đúng rồi đó anh, luộc nó đi anh. Đi lẹ lên Quy ơi. Coi mình vô bờ trong kia mình bắt cua nè. Ngụm này sâu quá. Nhớ bắt cua nghe không? Trời, đi. Trứng ốc bu vàng hả mày? Phá hại mùa màng nè. Dục luôn. Rồi mình đi kiếm hang dọc cái bờ đê này đi anh Vinh. Sớm nãy giờ là hai anh em mình cũng bắt được có hai con cua rồi các bạn ơi, mà mệt quá. Anh các bạn đây. Coi nè. Cái gì? Đây có cái hang gì nè. Đâu? Nè. Phải cái hang cua không? Nó hay gì đó mà. Đây, để em thọt thử coi. Thọt có. Không có rồi mày ơi. Không có gì hết. Không. Hên á. Đi kiếm hang khác tưởng đi. Tưởng có con cua một cái người ta nói mày cầm cua mày thả vô hang mày quay phim đó. Trời ơi đi. Đi qua cái hang khác nha các bạn. Thôi kệ đi, hai con cua chia ra mỗi thằng một con ăn cũng được. Đó. Cái gì nữa? Cái hang cua này nữa hả? Luôn. Đâu? Ê, thấy cái càng luôn kìa. Đâu? Đó. Ê, nó kìa. Rồi, để em móc nó ra. Móc nó ra cho anh đây. Đi ra đây mày. Đó, móc ra. Ra đi. Em móc mạnh ra đi, đừng có sợ nó rụng càng. Mấy cái con cua này rụng hết càng này, thời gian sau mọc lại càng khác rồi các bạn. Rồi, ok. Đừng có lo. Đây nè, đây nè. Rồi, bỏ vô. Rồi. Ê, ba con. Rồi, đi.
ơi. Ê, cái bờ đê này có bộ bội thu à. Không cá. Đây nữa nè. Cái hang này không có rồi. Làm như hang nào không có vậy. Em cầm máy đây. Rồi. Quen vô đây, quen vô đây. Để anh nhìn vô, anh nhìn bắt cua cho. Anh cầm cái đồ móc đi, móc đi. Đây, đây. Đâu rồi? Em quay cho. Có không? Có đụng gì không? Cái móc tay luôn hả? Ừ. Rồi. Không có rồi các bạn ơi. Trời ơi. Từ từ, cái gấp cái gì? Phía trên này. Ê. Đây còn một cái hang nữa nè. Đây. Có cua kìa. Đâu? Mày sát vô. Mày chết các bạn coi đây. Cầm để đút sát vô cam vô luôn. Thấy không? Đó. Rồi mày quay như vậy rồi sao tao móc? Mày lấy cái cam ra đây. Thôi. Ôi mà thôi đi, cái con cua này nó còn nhỏ quá, thôi thả nó đi Phong ha. Thả đi đâu? Thả vô thùng hay là vô bụng? Thả vô bụng chứ thả vô thùng gì vậy? Rồi. Để coi tiếp đi. Đâu rồi? Hồi nãy giờ mấy anh em mình bắt được mấy con cua nè các bạn. Bây giờ đi dọc theo cái bờ đê kiếm thêm coi có hang không. Đây, có không anh em? Ê, đây có hang nè. Đây có rồi qua ơi. Đâu? Đây. Ê, cua. Có không? Ê, cua tí. Tự. Gì? Phải hang cua không? Thọt tay vô hang rắn rồi sao? Trời, hang con rắn á là cái miệng hang nó láng lướt à. Vô con rắn nó bò ra bò vô thường xuyên. Còn hang cua á là trước miệng hang nó có dấu chân. Nãy em thấy con cua rồi. Nè, thấy không? Vậy, lấy cây móc đi. Ủa, mày làm sao bít cái miệng hang luôn rồi kìa? Tay em bự quá, hang này nhỏ nè, rồi nó bít. Nãy hộp vô nó bít. Đây, để anh bự ra đi. Kìa, có kìa. Ê, cái xô. Bắt đi. Đây. Được tìm con. Rồi, một con nữa. Con cua mini. Hơi nhỏ. Kiếm đi. Với lại lần này tụi mình cũng có kinh nghiệm đeo bao tay hết trơn nè các bạn ơi. Để em thôi cua nó kẹp đau dữ lắm. Em coi kiếm kỹ vô cua tí, coi có ngập dưới mặt nước không. Cái gì? Hang cua làm gì có dưới mặt nước, nó thường thường là mắc mé trên bờ nước không à? Hang cua mà ở dưới nước nó ngợp tới chết là sao? Anh có biết đâu đó giờ anh chữa đi bắt cua. Rồi coi còn hang không? Thường thường nằm trên mặt nước chút xíu nha các bạn. Ê, con cua. Cái hang này nó mới đào hi nè. Kìa. Bắt luôn đi, cái bên rồi móc gì nữa. Móc đi, để nó kẹp một cái à. Bắt luôn đi. Đẹp cua quá luôn các bạn. Thường mấy cua này là mình gọi là con cua kình càng nha. Bỏ vô. Cua đực thì cái càng nó bự đó. Vô rồi. Kiếm thêm. Kiếm thêm hang coi. Có không? Có gì không? Để móc đây. Không có rồi. Nó bỏ hang rồi đó. Rồi, đi hang khác. Kiếm thêm đi. Có không cô Tây? Đây có hang. Ê con cô, nó chạy vô rồi. Em móc cái rồi. Cái dằn nước này đâu. Cái mùa ngủ này nè là cua nhiều lắm nha các bạn. Con này hơi nhỏ. Nhỏ xíu à. Thôi bắt luôn. Đừng con nữa. Đây, nãy giờ nguyên thùng luôn nha các bạn. Có hang nữa không? Đây nè. Thường hang nó chỉ nằm ở trên mấy cái bờ đê này thôi nha. Thục ơi, có không đó? Thấy nước nó đục kìa. Rồi không có gì rồi. Có rồi. Trời ơi. Kiếm đằng kia coi. Khúc bờ. Kìa qua anh kia kìa. Khúc bờ này hết hang rồi. Hết hang rồi. Rồi. Giờ tụi mình sẽ đi qua cái bờ đê khác để kiếm thêm nha các bạn. Cái bờ này hết hang rồi. Tính ra bờ đê này là nhiều cua rồi á. Chứ nhiều chỗ hả? Anh kiếm hết cái mương không có một con nữa. Sớm giờ bắt cũng được nhiều cua rồi nè. Hơn chục con chứ có nhiêu đâu các bạn. Ê Phong ơi. Hả? Sớm giờ mình lội bụng gì nè. Nó mệt lắm. Anh cũng khát nước rồi. Hai anh em mình đi vô nhà lấy nước uống đi ra bắt cua tiếp. Trời đất ơi. Anh biết từ đây về nhà bao nhiêu xa không? Trời đất ơi, chứ bây giờ em nhìn xung quanh nè. Có nước đâu uống, không lẽ giờ tao uống nước ruộng hả mày? Mày coi xung quanh đi. Uống gì đây? Anh thấy cây dừa đó không? Lẹo lên hái xuống uống. Trời ơi, cây dừa đâu phải của mình em. Đó là cây dừa quang, ở ngoài đồng không có ai trồng hết trơn á. Với lại anh không hái uống á, chừng nữa nó gụng xuống người ta cũng bỏ hả? Người hái gì có sao mày? Sao chăng cái gì? Anh không dám hái á, thì anh đứng dưới chụp đi, để em leo lên hái cho. Đi theo em. Đây. Nè anh Vinh ơi, cái buồn neo nặng lắm. Em hái thêm vài trái nữa. Ừ. Hái nhanh lên đi. Vừa có ai mà tụi bay hái vậy? Cái gì vậy? Chạy đi em Vinh, Vinh ơi.
chở em nha. Đứng lại, đã có chuyện gì đâu. Hai đứa mày tao đa tấn cho tao chết. Sao anh chạy chậm như vậy? Mẹ hay quá. Mẹ ôm buồn dừa đi rồi mày chạy nhanh vô tao coi. Hai này chạy nhanh dữ trời. Anh Vinh ơi, vậy là mình trốn được chưa? Tao thấy ông chạy xa đó, chắc là trốn được rồi. Công nhận uống nước cái dừa này cực thiệt. Anh Vinh, hồi nãy trong cái lúc hai anh em mình chạy á, em để ý xung quanh có nhiều đu đủ ngọc quang lắm. Hai anh em mình hái vậy chán chơi. Hả? Nữa hả? Tính hai đu đủ đâu phải của mình đâu mà hái. Bậy, mấy cái cây đó là đu đủ ngọc quang, mình hái được trơn á. Đi. Sao tao thấy cái mùi này nó giống giống với cái mùi hồi nãy vậy? Giống đâu mà giống. Đi hái đi, em thèm quá hả? Thôi chịu rồi, hái gì nữa. Bây giờ đi đặng thăm lưới bắt cá nè. Đi. Thăm lưới hả? Thăm lưới đó, lưới lúc đầu mình giăng đó. À quên nữa. Đi. Trời ơi, đây sắp theo. Ơi, trễ rồi, mình còn chế biến nữa. Cũng còn sớm mà, gắng bắt thêm xíu nữa đi. Sớm cái gì mà sớm, mày chưa nghe câu đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối hả? Thấy ở ngoài đồng trời còn sáng vậy thôi, mình vô nhà khoảng chừng 20 phút nữa là trời tối thui à. Nhưng mà lâu lâu mình mới có dịp xuống đây, gắng bắt nhiều nhiều xíu, đem về cho ba mẹ tao ăn nữa. Ổng bà cũng già rồi, ăn để có thêm chất sắt với canxi. Ủa? Canxi thì hỗ trợ cho xương mình chắc khỏe thì em biết rồi đó. Còn chất sắt là chất vịnh quy. Mày có bị cái trường hợp mà ngồi xuống đứng lên thấy chóng váng mặt mày không? Lâu lâu còn xỉu nữa. Cái này em bị hoại luôn trời. Vậy là mày thiếu chất sắt rồi. Mà em nghĩ không cần ăn mấy con cua này đâu. Tại vì ở nhà mẹ em thường nấu canh cua dền cho em ăn bổ máu rồi à. Thôi vô nhà lẹ lên đi. Không chừng mấy nó đang đợi chồng á. Ê anh Quy ơi. Rồi vô vô. Về thôi mọi người ơi, chiều rồi. Một ngày thu hoạch cua đồng ngoài đồng cực kỳ bội thu, một xô luôn. Ê, mày bắt được nhiều không? Ê, nhiều lắm nè, nhìn đi. Trời, ủa? Cái tim mày bắt con được nhiều cua hơn mình đó chạy. Vinh, sao? Cái tim mày kiếm đâu ra buồn dừa đã vậy? Lụm đó. Ê, lụm đâu chỉ tụi tao lụm vậy? Nó rụng có một bộ ngà lụm hết rồi, tụi bay nó không có còn lụm được nữa đâu. Kì vậy? Đúng đi rồi, đi. Nó rụng có một bộ ngà. Ơi, chút chiên cá chứ coi. Xíu về. Đi về thôi mọi người ơi. Đâu cô em? Nặng không để em dắt tiếp cho. Từ đây mình đi về nhà mất cũng khoảng 30 phút đó các bạn. Lên.
cua đâu, con cua này nó bự quá các bạn ơi. Cua nè, có cái càng của nó bự nè. Ăn đi anh em ơi. Xưa cua nhiều dữ lắm, mình đi bắt khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là được 5-6 kg rồi. Còn bây giờ do người ta xịt thuốc sâu nhiều quá, nguồn nước bị ô nhiễm, cho nên cua với cá ít lợi các bạn ơi. Trời ơi, 5 anh em mình đi bắt cua ngoài đồng cả ngày luôn mà bắt được có con dĩa cái chút xíu mà. Này nói mới để ý. Ủa hồi sớm 2 thùng cua mà ít nhất rồi hấp xong cũng phải ra được 2 dĩa cua chứ sao bây giờ còn có 1 dĩa vậy? Anh nói em mới để ý đó. Đâu rồi? Ủa, dĩa kia đâu? Anh hỏi anh Huy kìa. Còn xô tao đem về cho ba mẹ tao ăn bồi bổ rồi. Anh em mình ăn nhiều đây thôi, chứ tối rồi ăn nhiều nặng bụng lắm. Trời, tụi tao còn trẻ, ban đêm ăn cua là bị nặng bụng. Còn cô chú lớn tuổi rồi, ban đêm ăn cua là không có nặng bụng hả mày? Anh em muốn ăn nữa thì mai đi bắt tiếp chứ có đâu. Rồi thôi, tranh thủ ăn đi anh em ơi. Ăn đi. Bây giờ còn có cua đồng mà ăn ha. Khoảng chừng 5-10 năm nữa thôi, không còn một con. Tới lúc đó mẹ ăn cua nuôi không đó. Này nói đúng rồi. Ăn đi anh em, cái càng bự này của tôi rồi, tôi nói trước à. Quay. Khứa này mày bị sida gì mày gái thấy ghê vậy? Tào lao. Mấy anh đi bắt cua ngoài đồng ngâm nước cả ngày, bộ không thấy ngứa hay gì? Thằng này nói, tao mới để ý, ngứa quá anh em. Thằng này tao ngứa cái lưng muốn gần chết luôn nè, mà nãy giờ đâu có dám gãi. Nè em thì ngứa bắp đùi nè, nè gãi nó chét luôn. Mày có ngứa không? Tay chân giò cẳng tao nổi mắng đỏ hết trơn nè. Ê, nó nghe nè, anh em có thằng nào bị ngứa đít không vậy? Sao có mình tôi bị ngứa đít ta? Kìa. Ai biết đâu. Thôi đi. Ăn đi trời ơi, ngứa gì đó về tắm rửa xịt thuốc sao gãi từ từ rồi thì hy vọng mọi người sẽ yêu thích những cái vlog dân giả để bắt con này con kia như thế này. Và mọi người đừng quên làm cái thao tác cũ, bấm đăng ký kênh, bấm like và bật cái chuông thông báo lên để mỗi khi kênh Tony TV ra cái video mới thì các bạn có thể vào xem sớm nhất nha. Ăn đi anh em ơi, ăn đi. Rồi quên thông báo với mọi người một cái thông tin cực kỳ hot, tức là vào ngày 3 tháng 11, tức là thứ sáu tuần này, Tony và các em nhỏ sẽ có mặt tại quán Mèo Ngố với địa chỉ là 585 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, để mà có mặt giao lưu và tặng quà cho các bạn fan ở xa nha. Và hy vọng mọi người sẽ đến quán để ủng hộ mình. Bye bye và hẹn gặp mọi người video sau. Ăn đi. Phàm là loài có sinh mệnh, ai lại chẳng tham sống sợ chết. Thế mà ta lại giết loài vật để nuôi thân mình. Thử hỏi trong tâm có yên ổn không? Xong miếng ngon khi qua khỏi miệng lập tức trở thành đồ dơ. Như vậy có đáng cho chúng ta? Anh em ăn tiếp đi. Tôi không ăn nữa đâu. Ăn ngon gì nữa, ngon làm gì ăn? Tự nhiên em no nghe rồi. Em về đọc kinh sám hối nha. Ủa mấy bay đi đâu vậy? Tự nhiên lột xong rồi bỏ đi hết trơn vậy? Ơi! Ơi! Đi đâu vậy? Mình nó tô xấu rồi, mà hai thằng này còn tô xấu hơn mình nữa chứ. Ê em, hồi đó vợ nhà em có nuôi heo không? Có. Rồi em thấy con heo nó màu gì? Màu trắng. Rồi tại sao em tô con heo màu tím? Ơi, bây giờ con heo này xấu phải không? Dạ. Bây giờ em mua con heo mới đi, có 20.000 con à. Mua mới đi em, ok không? Dạ ok. Phương, lấy cho anh một con heo, lẹ lên. Có liền. Ơi, chờ xíu nha em, có liền dạ. Nè đây. Lấy ra, lấy heo ra.